Thưa quý vị, liên quan đến công tác thu hồi 28 ha đất tại bãi tắm Thủy Vân, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 7 trên 9 đơn vị đồng ý giao mặt bằng với diện tích gần 140.000 m2. Hai đơn vị còn lại vẫn chưa thống nhất với phương án đền bù. Hiện ngành chức năng tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao mặt bằng thi công công trình trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. Đáng chú ý, trong 9 doanh nghiệp đang sử dụng mặt bằng tại bãi tắm Thủy Vân thì có 2 doanh nghiệp chưa đồng ý phương án đền bù, gồm Công ty Cổ phần Du lịch Hải Dương và Công ty Cổ phần Du lịch Vũng Tàu. Cả 2 doanh nghiệp này trước đó đã cam kết trả nợ cũ, nộp thuế đầy đủ và đề nghị cho tiếp tục hoạt động đến khi có nhà đầu tư mới sẽ bàn giao mặt bằng theo quy định. Cái cơ sở của chúng tôi đấy là cái cơ sở mà được cấp phép đầy đủ, được giao đất và được cấp phép đúng quy hoạch tại cái thời điểm giao đất xây dựng, có giấy phép xây dựng. Nếu mà đền bù thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là được đền bù và hỗ trợ một cách thỏa đáng. Thì chúng tôi cũng đề nghị là không có đòi là quá đáng gì, nhưng mà đúng cái chính sách của Đảng Nhà nước thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng là hợp lý thôi. Trước đó, trong tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tổ chức làm việc với đại diện các doanh nghiệp để thông báo về việc đầu tư xây dựng dự án chỉnh trang trục đường Thủy Vân thành phố Vũng Tàu theo hình thức đầu tư công và vận động các doanh nghiệp nhận tiền bồi thường. Hiện tại có 4 doanh nghiệp đã nhận bồi thường với tổng số tiền trên 65 tỷ và một doanh nghiệp đã nhận số tiền gần 6 tỷ 200 triệu đồng tiền bồi thường cây xanh. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì cũng có một khoảng thời gian nhất định có những cái vướng mắc khó khăn dẫn đến cái việc bồi thường mặt bằng nó cũng có một cái khoảng thời gian chậm lại. Và đến thời điểm hiện nay thì Trung tâm phát triển đất cũng như là các lãnh đạo của thành phố Vũng Tàu đang tập trung quyết liệt để hoàn thành cái dự án này. Chỗ các cái đơn vị khiếu nại thì hiện nay họ đã vẫn đang kinh doanh tức là kinh doanh theo kiểu duy trì, nhưng mà bây giờ người ta đang khiếu nại cái nội dung chính là cái quyết định phê duyệt phương án bồi thường của mình nó chưa hợp lý. Người ta yêu cầu là phải bồi thường cái phần tài sản trên đất đấy, còn những đơn vị mà đã thống nhất bàn giao rồi ấy, thì là đã dừng hoạt động kinh doanh. Theo ghi nhận của phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tổ chức làm việc với người đại diện hợp pháp của 2 doanh nghiệp để vận động, yêu cầu bàn giao mặt bằng trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. Trường hợp 2 doanh nghiệp này không bàn giao mặt bằng theo cam kết thì Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu sẽ thực hiện cưỡng chế giải tỏa, thu hồi đất theo quy định để đảm bảo cho việc thực hiện các dự án đầu tư công, phục vụ lợi ích cho cộng đồng.